mai nó chịu đâu biết đâu rồi. Giang anh chuẩn bị anh lên cái cây sòi này nghe bạn. Sòi này gốc khá to mà. Sòi này chắc cũng lâu năm lắm nghe bạn. Dỡ cái đó ra không? Dỡ thằng rào ra đi để nó đánh xuống gãy mấy cái tre à. Gỡ ra đi Giang ơi. Sòi này còn rất là nhiều trái nữa. Quá nhiều trái luôn. Đây có chuyện nhà nhỏ hay. Bên em Phương thì đang treo bên đây mà. Treo cái dây nó đánh chằn mấy cái đọt này xuống nha. Đây cái xài nhỏ rồi mà. Mình không quay cây bên Phương nha. Phải hai người lên hai cây này. Kéo này ra ha. Kéo đi. Mình tiếp đánh được kéo nó giống như vậy. À. Quẹt chưa? Qua chưa? Qua luôn tới đây, qua luôn, rồi rồi buông luôn. Qua đó. Hai ba cây cho nên rất khó quay luôn. Lấm ra gieo vậy Giang ơi. Rồi rồi nghe.
Nó nằm ở trong em gu rồi đó. Đi rất là nhiều kiển luôn mà. Không ảnh hưởng gì. Cô này bắt rất là khó luôn. Oh,
Kéo kéo vào không? Rồi. Từ từ từ. Rồi. Từ từ xuống luôn. Từ từ xuống luôn. Từ xuống luôn. Xuống luôn. Xuống luôn. Rồi. Nghe đó. Thưa vẫn còn bên đây nữa mà. Anh Phương vẫn còn ở đây nha, mà Giang thì vẫn còn bên đó nha, hai người hai cây luôn. Dưới đây là rất là nhiều dây kiển luôn. Mắm nát anh thấy từ nhánh xuống bên đây. Còn cây ngoài anh Phương thì rất là khó. Ngoài luôn Giang ơi. Cầm cái này đứng bên đây tiếp kéo cái bên đây luôn cho. Rồi. Thấy thêm cầm luôn cần đi. Mình vừa quay mà vừa tiếp thứ tư luôn nha các bạn. Cho nên có những lúc nó mà lắc quá mình cắt bỏ nha. Bữa nay treo dây, bên Phương treo chân luôn mà. Cây xài nó nhỏ nhưng mà bắt buộc mình phải treo hết nha. Cho nên mình vừa quay mình vừa tiếp thứ tư luôn nha. Còn bên anh Giang thì cũng được có khoảng trống này các bạn, anh thấy ra đây nè. Rồi. Như nào? Ở dưới đây đi ha. Rồi. Từ đây đây. Từ ngoài đi. Chặn cho nó bay qua đây ha. Giang vẫn tiếp tục cắt đây các bạn. Anh Phương thì đứng đây anh bấm là mình tiếp chú Tư mình dịch cho nó bay cái đoạn qua đây nha. Đây là Giang các bạn. Mình quay cho nên rất là khó. Quay. Cái nhánh nhỏ ở trên thôi. Mình quay quanh Phương này cho anh Hạ. Nhánh nhỏ ở trên thôi. Đúng rồi.
Rồi. Chưa ra. Chưa. Nhan nữa đi. Lấy thiệt rồi. Khoan nha. Rồi. Ô. Ra không? Ê, giục dây gì tới đây? Giục dây ơi. Để lấy đây kéo ra. Buông tay luôn. Chút nữa tay. Rồi buông luôn. Khoan. Hả rồi tự. Buông đi. Buông lại nhấn nó xèo qua đây luôn hả? Đi ra rồi. Đập xuống nó đập đi. Thôi. Mệt. Trên gian là tốt đây luôn bà. Quá trời mệt bà. Chặng 2-3 cây. Dạ. Gian là tốt cho nó luôn nha bà. Thương bên đây thì anh bấm khúc anh đường gọn cũng được rồi. Mấy cái chậu nhỏ dưới đó kìa. Rồi nên cho sụt xuống luôn rồi. Ngay mặt trời luôn rồi. Nên rất là tối nha. Gian trong đây tiếp tục đánh hạ luôn.
Đoạn khúc nhỏ nhỏ thấy qua đây luôn đi. Rồi. Cho nó dễ. Cao lên đó, cao lên đó. Cho nó sụ ra ơi. Cao lên. Để trúng mấy cái mít chỉ với đây nè. Dạ. Như đúng luôn cái gì bác ơi. Dạ. Thank you.
Có chạy cái thang Giang. Ôi thang, có cái thang gì hết. Hồi nãy nó đi lên chắc nó biết. Chừng ngã ngay cái thang nha, cong thang đó.
xuống hai góc nha. Mình đang chuẩn bị hạ cái Quay. Wow. Hên nè. Quay cái chuồng chó luôn rồi. Dựa vô đó là đưa cái chuồng chó đi luôn rồi. Quá trời góc luôn như. Xong hết các bạn ơi. Mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn các bạn lên video sau nha. Bye bye các bạn nha. Quá trời gốc xài này khủng rồi.